Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cả nhà món tiết canh từ củ dền và bột rau câu nhé. Tiết canh thì là một món ăn vô cùng quen thuộc rồi, nhưng mà đối với những người không ăn được tiết canh thì mình có thể làm cái món tiết canh từ củ dền và cái thạch để cho mình nó như một cái loại tiết canh pha kè á, mà nhìn thì rất là giống nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Em chuẩn bị một cái cúng họng, em làm thật là sạch, sơ chế với muối và giấm giúp cho cái cúng họng của mình sạch sẽ nhé, và một chút nạc dăm, rau húng quế, húng chó và một cái củ dền khoảng 200g, 150g, một ít lạc và những cái gia vị như là nước mắm, hạt nêm, muối, bột ngọt. Đầu tiên thì mình sẽ đi luộc sơ, mình sẽ luộc làm hai lần đối với cái phần thịt và cúng họng của mình. Mình luộc cái lần đầu tiên là để cho nó sôi lên chừng khoảng 5 phút, nó sẽ ra bớt những cái bọt và cái bẩn ở trong cái phần thịt của mình, giúp cho cái thịt của mình nó được thơm hơn. Mình sẽ mang đi rửa thật là lại thật là sạch nhé. Cái phần cúng họng thì mình sẽ cạo sạch cái phần ở trong đi. Rồi sau khi mình rửa thật là sạch, mình cạo sạch cái cúng họng ở trong thì bây giờ em sẽ luộc lần hai. Luộc lần hai thì mình sẽ sử dụng khoảng 2 củ hành mình đã nướng và mình rửa sạch. Đó, mình nướng cái hành lên để mình cho vào cái nước luộc này, làm cho cái phần thịt của mình nó được thơm ngon hơn. Và mình sẽ nêm vào cái nồi nước dùng của mình thêm một muỗng cà phê hạt nêm nữa nhé. Mình luộc khoảng chừng 20 phút thì các anh chị thử xem là cái phần thịt và cái phần cúng họng của mình nó chín chưa. Mình sẽ vớt ra. Đó, mình luộc hai lần như vậy sẽ giúp cho cái nước dùng của mình để lát nữa mình làm cái phần tiết canh á các anh chị thì nó sẽ ngon và trong. Đối với cái phần thịt thì sau khi mà mình vớt ra thì bây giờ em sẽ bằm nhỏ hết nhé. Mình bằm để lại như làm tiết canh bình thường thôi. Những cái công đoạn này thì không khác làm tiết canh cái gì hết, chỉ có cái công đoạn mà hãm tiết, thay vì mình hãm bằng tiết thì mình sẽ hãm bằng thạch thôi. Đó, mình bằm nhuyễn như mình làm tiết canh bình thường thôi. Rồi bây giờ thì em sẽ chia ra khoảng 5-6 bát gì đó. Lâu lâu mình có thể đổi khẩu vị cho cả nhà. Nhà em thì em không ăn được cái tiết canh bình thường nên là làm cái món này thì cả nhà đều ăn được. Còn nếu mà làm tiết canh bình thường thì chỉ có mỗi mình ông xã em ăn được thôi. Nên là mình làm như thế này các bé cũng ăn được nha các anh chị. Không có, vì cái món này là nó chín hết rồi, nó không có đồ sống nên là các bé hay là người già hay là ai cũng ăn được nữa. Mình sẽ cho một nửa cái phần rau húng, hai cái loại rau húng lủi với lại húng quế đó, mình cho vào đây mình băm nhuyễn. Còn một nửa thì mình để mình ăn kèm nhé. Rồi, em đã chia thành 5 cái bát như vậy rồi. Thì bây giờ em sẽ làm cái phần nước để mình hãm cái phần tiết này. Đây, cái củ dền thì các anh chị sẽ gọt vỏ và mình rửa sạch rồi mình cắt từng miếng như này, mình cho vào cái phần máy xay sinh tố. Mình sẽ dùng chính cái nước dùng mà mình luộc cái phần thịt đó để mình xay luôn nhé. Rồi mình đi xay thôi. Sau khi xay thì các anh chị dùng một cái dây, các anh chị lọc cái phần bã bỏ đi giúp em. Em xay hai lần, một lần đầu tiên thì em cho một nửa nước, lần thứ hai thì em sẽ cho cái bã này vào và cái nước còn lại em xay tiếp. Đây, em đã thu được cái phần nước dùng của mình. Đối với cái lượng nước dùng cho 5 bát thì em cứ làm dư ra một chút xíu cũng được nhé. Thì nếu mà dư thì mình bỏ đi thôi, mình dùng hết nhiêu thì còn nhiêu mình bỏ đi cũng không sao, cho đỡ thiếu. Một gói rau câu dẻo này thì em cho bỏ chừng nửa gói thôi, bằng 1/2 cái lượng mà mình đổ rau câu thôi nhé. Ở đây là khoảng 1 lít nước đó các anh chị. Em làm như này thì chắc chắn là nó sẽ dư rồi, nhưng mà em cứ làm cho nó thoải mái ra, chứ nếu mà nó thiếu thì nó đặc lại không ngon. Rồi sau khi mà em hòa rau câu, tan rau câu rồi, em sẽ nêm vào đây cho vừa ăn luôn nhé. Em cho một đầu đũa cái cà phê muối, thêm một nửa cái muỗng canh cái hạt nêm và
bột ngọt. Bột ngọt thì các anh chị sử dụng khoảng một muỗng cà phê luôn nhé. Rồi mình khuấy đều đi và mình nấu cho cái rau câu của mình nó sôi lên chừng 5 phút là được, như cái mình nấu rau câu bình thường thôi. Rồi em cho thêm một chút xíu cái tiêu để cho cái phần nước dùng của mình nó thơm hơn đó. Rồi cái nước dùng của mình nó sôi lên thì các anh chị vớt cái bọt giúp em nhé. Mình vớt cái bọt này như kiểu mình nấu rau câu bình thường, nó có cái bọt thì mình vớt hết cái bọt đi cho cái nước rau câu của mình nó được trong. Rồi mình để cho nó sôi chừng 5 phút là được rồi. Các anh chị tắt bếp và để cho nó nguội, còn ấm ấm thì mình sẽ cho vào cái phần thịt mình đã chuẩn bị nhé. Em sẽ nêm lại vào đây khi mà mình tắt bếp rồi khoảng một muỗng cà phê nước mắm để cho nó thơm đó các anh chị. Khi mà mình tắt bếp thì mình hãy nêm nước mắm nhé. Và mình để đây cho nó nguội. Đây, sau khi mà cái nước rau câu nó nguội rồi thì mình sẽ nướng khoảng 2 củ hành. Mình nướng củ hành và mình bằm nhuyễn ra. Cái củ hành tím nướng á, mình cho vào đây. Nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình thơm ngon hơn. Các anh chị trộn đều cái phần thịt, phần rau vào cái hành tím đi nhé, trước khi mà mình cho cái phần tiết vào. Mát mát, cái món ăn này nó sẽ mát mát, giòn giòn, thơm thơm, đầy đủ vị, ăn cũng khá là ngon. Bây giờ thì em sẽ chan cái phần tiết vào thôi. Đây, đấy, cái phần tiết củ dền, nhưng mà các anh chị nhìn nó khá là giống so với cái tiết bình thường á. Đó. Anh chị làm nó hơi lỏng lỏng một chút nhé. Thì khi mà nó đông cái tiết lại thì nó sẽ không bị quá cứng ấy, quá đặc ấy. Mình để lỏng lỏng một chút xíu nó sẽ ngon hơn. Đó. Rồi mình lấy cái muỗng mình đảo lên như vậy là được. Em tiếp tục em múc đến hết thôi. Rồi tiếp tục mình múc cho đến hết, còn những cái bát còn lại thì các anh chị làm tiếp tục như vậy nhé. Sau khi em làm xong hết cái phần tết thì em sẽ cho rắc cái phần lạc lên trên. Đây mình làm bể đôi cái phần lạc mình rang sẵn mình cho vào thôi. Đối với cái món này thì các bé ăn cũng khá là ngon. Lâu lâu thì cả nhà em thì em hay làm, xã em thích ăn tiết canh thì em hay làm như thế này thì cả nhà ăn được, các bé cũng ăn được. Rồi sau khi mình rắc lạc xong thì mình cho để lại một chút xíu cái thịt trước mình băm á, và mình cho một miếng lên. Nếu anh chị thích ăn gan thì mình luộc thêm chút xíu gan mình cho lên. Em thì không thích ăn gan, em để một ít cũng nó họng lại thôi, và cho một miếng rau thơm lên là xong. Vậy là mình đã hoàn thành xong món tiết canh từ thạch rau câu và củ dền. Màu sắc thì cũng khá là bắt mắt và cách làm thì cũng rất là đơn giản. Cách làm này đơn giản hơn rất là nhiều so với làm tiết canh truyền thống. Mà ăn thì đối với những người mà sợ ăn những cái đồ sống thì đây là một cái giải pháp mà có thể thử nhé. Đây cũng là một món ăn khá là ngon và hợp lý cho những cái ngày cuối tuần. Video thực hiện cái món em đang định nói rau câu, tiết canh từ rau câu và củ dền của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo nhé.